cơ thông. Ông cơ thông cứ chia tì cơ trong cơ rai bằng ớt này sẽ mây ông cơ. Rồi hốt đó sắp tầm vọt tì đập rắm đã chia tì cơ đó ớt cha muối nâng chia cân lai sát ná nâng rô tập bá này chạc phục khả mại. Tì cơ rong ní chia tì cơ rô bọc bạc chay vào màn tì phạm phí. Bà sát bài yuán sắp nơi trong cơ đá này ông cơ thông. Cầm bên bọt chung vinh ông cơ thông cứ đâm nàng ao trên trang thơm mò chung vinh phản đấy. Nâng chi chua phnom bọt chung vinh phnom bà sâm mái. Rì ai cụ tập bọt chung vinh đâm nàng ao sạm mọt. Cầm bên bọt chung vinh miên bà vài 7 km 4 trúng. Xã rộp cư đập 2 km nâng miên cầm bùa bà 7 mát. Cụ tập miên tật tăng bà vài 100 mát. Bọt chung vinh cầm bên kháng kài. Tì cổ rộng ní miên play châu bàm cư muối. Nơi tức ní muối đi muối. Việc máu tức khẳng cạn. Việc đầy chân nắng tức khẳng trường. Việc tạc cáu tức khẳng lệch. Việc tình lệ ống tức khẳng thập bồn. Bộ bàn thai mang thư cháy nơi khẳng cạn trong bì mục bà bà rõm đi chú vẹn. Cô bà rạng đấy thư viên ní muối ní muối. Miền bà rộng mục buồn. Nơi tam trông ní muối ní muối. Nơi cầm bên bọt chung vinh ấn cửa thống. Miền bà sát tội muối hơi thá bà sát trông. Bà sát ní sang sang đòi bà bạc chơi và rằm tì bà rằm bí. Thừa bì thơ mò phúa. Miễn phong riêng cả các bác. Bài mục từ tư kháng cát. Đồng bách ưu tư thvai đò bà phô thị sát lô kê sva rạc. Nơi bà sát nốt. Miễn sẽ là trả rạc đại rộ rộp ông bì ca sang sòng. Nơi sang kháng phá lời cho tự căn ông cơ thống kháng mục cù bà rạc. Miễn rụp xâm nạ thơ mò chùm nuôn mười rồi bà rằm bấy. Cứ 24 nơi rúp tê vật đá nơi kháng chuyến, nâng rúp át sở rạc nơi kháng sạm. Tên tê vật đá nâng át sở rạc, cho căn các bạn niệm rộng buôn tiền bọt. Cô bà rạc ăn cơ thống miên cầm buôn một phẩy bầy mát, nâng miên mộc buôn bài tờ rộng tức ni mùi ni mùi. Nơi kháng kháu miên rụt ẩm rầy các bạn bấy, đài bà mòi rộng bảo vía bom ca chủ. Bà rạc ăn chi nê lơ ẩm rầy nụ, cho nơi trong gần đa này cô bà rạc nụ. Nè tích chó có ai mơ khơi gần lại cho hiếm. Nâng thân âm thuyền chớ đang nơi xa phòng đài. Bà sát bài dọn. Bà sát bài dọn sắp nơi trong trong nơi cạnh đá nơi ăn cửa thống. Bà sát ní có sang lang nơi trong sát tà vọt tì đập bí. Nâng đam sát tà vọt tì đập bầy. Đói bà bát chây và ràm ăn tì bàm bì. Bà sát ní miên tua bom ní mùi ní mùi. Bà cọp đòi mục buồn. Đài miên cầm bù sai sắp bàm buồn. Nâng cầm bùn khlong thư viên châu bàm tiệt. Cư xa rộp tầng ở 24 cầm bùn. Đã đâm nàng ôi khát cơ rộng khmai tầng 24 khăn ông xa mai nụ. Miên nẹ bạch mùi châm nuôn kết thả. Mục tầng bùn nụ đâm nàng ôi bà phô thị sát lô kê sva rạ. Nẹ khá tiết kết thả chi rút rộp bà bạch chơi vật ràm ăn tì bàm bì. Bà sát bà nhuôn miên phlong bày chuẩn. Chuẩn niệm tì mùi nâng tì bí. Miên thao đa miên châm lạc đa l Prang nơi cận đa đọc rồi mối, sắt nơi tròn tị bấy, miễn riêng cả cậu bạc. Xâm đông bà sát bà dọn, miễn lẽ cận ác mục xe mạng tàng thảo, phá đá, nâng chân đá. Các bí tức mục nhanh nhâm nê rụp bà dọn, bà sát ní, miễn châm đạc đa lộ bà nất, đá riêng rộp bì rương tê vẹn cả thà nơi thảo kháng khăn nóng, nên kháng cả riêng rộp bì chưa phép rùa nơi rộp bà chìa chôn nơi sạc mạng ảnh cổ, miễn tạp xá, cá nê sát, bì thi bốn, lập bánh, bỏ đá, chôn món lạ. Nâng thêm tăng miên ca riêng rộp bì bà tạc ca bà vọt xa. Chôm bắn, nâng chú hạ dịch ra trịa đàm. Chôm lạ nốt cho lạ ban trời chương nơi bà sát ăn cơ vọt. Tại miên lạ cả nạ xa mạnh. Tất tập hiệp nơi chôm lạ bằng hành đôi bà tăng tam chùa đế. Bí, rứt bây chùa. Nẹ tịt chó, cua chọc đá mơ chôm lạ bì bẹ cận đá theo kháng cát. Rút đá tam tư đo chôm lạ nơi kháng xàm đầy. Bà ngốc. Bà ngốc thất nơi kháng chương cho bà sát bà dọn. Nơi tì nụ, miền bà ông nhàng thốm thuốc bị thơ mô phụ ông côi bên phần nén. Miền bà nết bạc bơm bơm. Đôi chân này hỏi, bàn chìa nhạc sọc hai bà ông này thá bà ngốc bà ngốc. Bà ngốc cứ chia gần lại bà phụt sát nà mối khi nông châm nàm tì gần lại bà phụt sát nà chì chàng chụp xe tiết. Đã nơi khi nông bà rời vườn ông cơ thốm. Nơi sợ mây gần đa sát tà vọt tì đập bấy đo tì đập bàm. Bà ơn cục thuộc. Bà ơn cục thuộc thật nơi kháng lịch bà sát bà dọn trộm một thần nó. Chúng mốt này bà ơn cục thuộc ní tiện tôn tình nâng rương bình này bà tế Campuchia. Cục thuộc
គឺជាឈ្មោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីដំបូងតាមរឿងព្រេងរឿងព្រេងនេះជាដើមកំណើតនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយវានៅរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃក្នុងកំណត់របស់អ្នកស្រុករឿងនេះតាក់ទងទៅនឹងប្រថោងទំនោរជាជនជាតិខ្លឹងដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញអំពីស្រុកហើយចោលស្នរដើម្បីកំណត់ទីតាំងនៃរាជធានីតាមការនិទានថាចុងស្នរនោះ មកធ្លាក់ចំកោះគោប្រថោងបានមកដល់ទីនោះជួបជាមួយស្ត្រីនាហើយបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រាសាទបាពួនស្ថិតនៅខាងលិចផ្លូវចូលទៅទ្វារដីឆ្នាំងស្ថិតនៅបន្ទាប់ពីប្រាសាទបាយ័នប្រាសាតនេះកសាងឡើងនៅសតវត្សរ៍ទី 11 រវាងឆ្នាំ 1060 ដោយព្រះបាទឧទ័យទិត្យវរ្ម័នទី 2 ដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនា ប្រាសាទនេះមានចម្លាក់ខុសពីប្រាសាទផ្សេងទៀតគឺឆ្លាក់នៅលើថ្មតូចៗស្រដៀងនឹងឥដ្ឋចម្លាក់នេះនៅសល់តិចតួចបំផុតប្រាសាតនេះជាប្រភេទប្រាសាតភ្នំតំណាងឲ្យព្រះសម័យដែលមានកំពែង ប្រវែង425គុណ125ម៉ែត្រព័ទ្ធជុំវិញលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតនៃប្រាសាតនេះ គឺផ្លូវចូលប្រវែង 200 ម៉ែត្រនៅទិសខាងកើតមានលក្ខណៈជាស្ពានទ្រដោយសសរមូ3ជួរនៅជាន់ទី 1 ទី 2 និងទី 3 នៃប្រាសាទមានថែវធ្វើពីថ្មភក់ប្រាសាទភិមានអាកាសមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងត្បូងប្រាសាទបាភួនស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណព្រះបរមរាជវាំងប្រាសាទនេះ កសាងឡើងនៅចុងសតវត្សរ៍ទី10និងដើមសតវត្សរ៍ទី11ដោយព្រះមហាក្សត្រ៣ផ្សេងគ្នាគឺព្រះបាទរាជេត្រវរ្ម័នជ័យវរ្ម័នទី5និងសូរ្យវរ្ម័នទី1ដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនាតាមសិលាចារឹកប្រាសាទនេះមានឈ្មោះដើមថាហេមៀសង្ការគិរីដែលមានន័យថាមាសលោកជីតខ្វាន់សរសេរថាប្រាសាទនេះជាប្រាសាទមាស ដែលមានស្រោបដោយមាសនៅកំពូលប្រាសាទប្រាសាទនេះមានទំហំតូចបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រាសាទដទៃទៀតប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈពិសេសប្លែកប្រាសាទនេះមានប្រាង្គតែមួយមាន3ជាន់និងមានជណ្ដើរ4ទិសនៅតាមជណ្ដើរមានតោអមសងខាងនិងនៅជ្រុងនៃប្រាសាទមានរូបដំរីនៅខាងជើងនៃប្រាសាទភិមានអាកាសមានស្រះទឹកពីរដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណព្រះបរមរាជវាំង ស្រះទឹកតូចតែជ្រៅគឺស្រះស្រីរីឯស្រះទឹកដែលធំគឺស្រះប្រុសព្រះបរមរាជវាំងជាបេះដូងនៃទីក្រុងអង្គរធំដែលសម្គាល់ដោយលានពីរនៅខាងមុខវត្ថុតាងនៃព្រះបរមរាជវាំងមាននៅសល់តែបំណែកថ្មមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះកន្លែងដែលព្រះមហាក្សត្រគង់នៅនិងកន្លែងរបស់មន្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងវាំង គឺធ្វើអំពីឈើបានខូចខាតអស់ទៅហើយព្រះលានជលដំរីព្រះលានជលដំរីស្ថិតនៅខាងមុខនៃគោបរៈខាងកើតនៃកំពែងព្រះបរមរាជវាំងព្រះលាននេះកសាងឡើងនៅចុងសតវត្សរ៍ទី 12ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7នៅទីនេះមានរូបចម្លាក់ដំរីនិងម៉ោជាច្រើនរូបនោះបង្ហាញពីដំរីដែលប្រើប្រាស់ប្រមោយដើម្បីប្រមាញ់ និងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខ្លាព្រះលាននេះមានប្រវែង300ម៉ែត្រចាប់ពីប្រាសាទបាពួនដល់ព្រះលានស្ដេចកំឡុងលាននេះមានរានហាល3និងមានពីរជាន់នៅចុងខាងជើងផុតនៃរានហាលខាងក្រោយជញ្ជាំងខាងក្រៅមានរូបសំណាកសេះក្បាល5រូបនេះមានលក្ខណៈល្អនិងរស់រវើកនេះគឺជាសេះរបស់ព្រះរាជាដោយសារគេឃើញមានឆត្ររួតនៅខាងលើ អ្នកខ្លះយល់ថាសេះនេះតំណាងឲ្យលោកេស្វរៈដែលប្រែក្រឡាជាសេះបាឡាព្រះលានស្ដេចកំឡុងព្រះលានស្ដេចកំឡុងស្ថិតនៅចន្លោះផ្លូវពីប្រាសាទបាយ័នទៅទ្វារដីឆ្នាំងនៅខាងឆ្វេងដៃជាប់ខាងជើងព្រះលានជលដំរីព្រះលាននេះកសាងឡើងនៅចុងសតវត្សរ៍ទី 12ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7មានគ្រឹះប្រវែង25ម៉ែត្រនិងមានកម្ពស់6ម៉ែត្រ ឈ្មោះនៃព្រះលាននេះគឺយោងទៅតាមរូបសំណាកស្ដេចកំឡុងដែលគង់នៅលើរានហាលនៃព្រះលានរូបសំណាកនោះអង្គុយលុតជង្គង់ខាងស្ដាំរូបសំណាកសព្វថ្ងៃជារូបសំណាកចម្លងទេរីឯរូបពិតគឺតាំងនៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិនៅទីក្រុងភ្នំពេញនរណាជាស្ដេចកំឡុង
miền ắt cầm bang chỉ tràn tẹt tông nông chumu ní miền nẹt cla thẻ bạch bát chơi bầm tì bầm pí cát khlùng tự ban chia bạch óng sang sang bầm tì bẹt chỉ tràn bờ vót bị tu môi chum nuôn tiệt cất thẻ rụp nốt đầm nang ao cù bê ra đại chia bạch trộp rư bạch bát dẹt sao bầm tì muối đại chia nẹt cát khlùng miền cầm đập sen tiệt đại bài từ sự là chả đập lư rụp nỡ sát tờ vót tì đập buồn được đập rém thẻ rụp nốt chia rụp yom riết đại chia nẹt can cho bập cắt tố nơi than ruộng. Prasat te pranom. Prasat te pranom. Miền tây tăng sát nơi khang trường này bề liền đặt cầm lũng. Khang lách pleu thuyền đầy chèn. Prasat ní co sang làng nơi khnông bề liệt bề bát dạ sao và rầm ăn tì muối. Này xem xem này prasat ní cứ co sang làng khnông bề xem khỉ. Cứ chập tăng pi sát tờ vật tì bằng bốn đó tì đập bầy. Tin nít đam lái chia vật bột sát ná rồi bảo bạc bạc dạ sao và rầm ăn tìm muối nơi trong sát tập vật tìm bạc buồn. Tế bạc nóm chia cân lại đại miền rụp bạc ơn ổng côi bạc nóm bằng tay sắp thằng ngày nít rụp nụ bạc được hời. Lớp bì nít ác sát rõm sát nơi khăn tập bồn bạc rai khăn cát đại có sang làng nơi sát tập vật tìm bạc buồn nông rít bạc bạc dạ sao và rầm ăn nâng bạc sát nít bên chạy thàng bột sát ná miền tăng bì sắp may nụ đài.